Công Nhai à? Vậy thì xin lỗi, tôi đi đây. Alo. Alo. Tôi nghe đây. Dạ, có phải chú Công không? Con là Thanh Vân đây. À, chú là chú Công đây. Chú đang chờ điện thoại của con nè. Sao, con đang làm ở siêu thị hả? Dạ không, con tan ca rồi. Con muốn qua thăm chú được không? Mà có tiện không chú? Cái con nhỏ này, chú không thích khách khí như vậy đâu nghe. Dạ, mời chị vô. Dạ, chào chú. Ừ, chào con. Con ngồi xuống đi. Dạ. Uống nước nghe. Dạ thôi được rồi chú. Chú nói thật nghe, nhìn con chú không thể nào nhận ra con bé đen lúc xưa nữa. Bây giờ con khác nhiều quá. Chú không để con thiệt thòi đâu. Con cần gì cứ nói với chú, chú sẽ cho con mọi thứ. Dạ nhưng mà con... Các thương gia kia tới rồi ông chủ. Ừ. Vâng à, chú có đối tác đến bàn chuyện làm ăn rất là quan trọng. Con ra phía sau nằm nghỉ đi. Một chút nữa chú cháu mình nói chuyện sau. Dạ. Mày im cái miệng mày lại. Mày lấy tư cách gì mày dám dây dọa tao hả? Vậy là muốn chơi tới cùng. Tao không có tội, không ngán thằng nào hết. Hôn hồn thì đi sớm khỏi đây đi. Đồ cốc nhái. Cốc nhái à? Vậy thì xin lỗi, tôi đi đây. Cốc nhái hả? Tôi bà mai sẽ sớm đoạn cùng với ông thôi. Mày, mày ai? Đi hết tụi nó. Dạ. Thế chưa? Dạ rồi. Không còn thằng nào còn sống hết. Nhưng thằng đồ mớm nó cũng quá kiếp luôn rồi. Cái cha nó. Mấy cái camera mày phá hết chưa? Dạ xong. Còn cái ô cứng em đập nát luôn rồi. Đâu? Nói cái thằng nam cái thợ hiện trường giả rồi đại ca. Xong rồi đại ca. Xong rồi đại ca. Giọt lẹ. Dạ. Dạ. Giọt lẹ, giọt lẹ. Phi vụ đã xong. Ô câu đã về ổn.